Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay, mình bỏ ra hai dòng phân tần phun đôi, hai bát một kèn. Có cấu hình tương tự nhau, nghĩa là đều ghép cho loa bát côn 75 và tép kèn côn 75 là tối đa. Thì anh em mình thấy ở đây thì con bên phải sẽ là con phân tần H886, một trong những thương hiệu phân tần làm từ rất lâu của bên mình luôn nhé. H86 hàng chính hãng của Niue. Và bên trái của các bạn đây là phân tần Mỹ, model là 1125, cũng là hàng chính hãng ở công ty nhé. Phân tần USA và được sản xuất tại Trung Quốc. Về cuộn seal, anh em mình thấy cả hai con đều có mỗi con là ba cuộn seal. Đó, 1 2 3 1 2 3. Về bóng đèn thì con Niue có một, con bên này không có. Về tụ thì bên này sẽ có 3 con tụ đỏ, bên này sẽ có 4 con tụ đen. Anh em nhá, 4 con tụ đen. Và tiếp tục là chip cân bằng tép thì không, con này không có, con Niue không có, và con này sẽ có một con DC75. Con này đánh được con tép con 75. Đó, anh em có thể thấy sự khác biệt là những cái mình vừa nói. Và sự khác biệt nữa là gì? Phần tần Mỹ 1125 có chặt nhún. Phần tần bên này sẽ là phải hàn. Anh em nghĩ rằng chặt nhún này không tốt hơn hàn đâu nhé, nhưng mà hàn phải mất công thôi. Anh em nhớ điều đó. Còn về chở thì con này có 3 con chở, 1, 2, 3. Còn bên này thì có một con chở sứ, bên này hẳn 3 chở nhôm. Đó, khác biệt một chút nhá, anh em thấy. Đó. Về kích thước thì đương nhiên anh em mình thấy là sao? Con phân tần Mỹ nó dài rộng hơn. Dài nó là 18, con này dài chỉ có 15,5. Về chiều rộng, phân tần Mỹ là 12,5. Phân tần Niue sẽ là 12 tròn. Dài rộng đều thua. Đó. Về cân nặng thì đương nhiên là sẽ thu hẳn rồi. Phân tần Mỹ này rơi vào khoảng xấp xỉ 1 kg. Con này rơi vào khoảng tầm 1 cân đấy. Con này rơi vào 8 nạng thôi, nghĩa là khoảng 200 g. Thứ nhất là nó thua rất nhiều thứ nên nó sẽ phải nhẹ hơn, nhưng nó không có chặt nhún này chở nhôm này nhiều hơn. Đây chở sứ một con, anh em thấy đúng không ạ? Tụ nhiều hơn một cái. Thua như vậy thì đương nhiên là giá thành của nó cũng sẽ rẻ hơn. Con phân tần Niue H886 này giá chỉ có là 750 một đôi, bao ship bao cả hàn dây. Phân tần Mỹ bên tay trái quý vị bạn đây là không cần phải hàn dây nên giá thành của nó vẫn đã cao rồi đúng không ạ? Là 1,1 triệu một đôi, bao ship toàn quốc. Anh em nào quan tâm đến trong sản phẩm nào đó cho clip này thì để được tư vấn và mua bán qua số máy 0904612323 và chào anh em nhé.